sau đó là mình sẽ nướng. Nồi hấp bánh khọt, nồi nấu, nồi ơ son chảo, nồi chén dĩa đồ tắm cho bà hết. Mời đẹp, mời đẹp. Rồi xin chào đại gia đình. Thì hôm nay là 6 giờ sáng rồi ha. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn sáng khác với mọi khi. Hôm nay mình không có làm bún bò, bún mắm hoặc là mình làm rau xào gì hết á. Hôm nay mình sẽ làm một cái món đặc biệt để cùng tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau ăn sáng. Mọi người theo chân lành coi sáng nay là làm món gì nha. Hôm nay nắng tháo thần, 3 độ cho 8 nhóc, tao có 8 mì gom đặt thịt luôn. Nguyên vật liệu sáng nay thì đồ ăn sáng là chuẩn bị là có mua theo phần bánh mì sandwich nha gia đình ha. Hai phần bánh mì sandwich Hàn Quốc đây. Mình chuẩn bị đấy là hai hộp phô mai. Nửa đêm vậy đi mua hả? Và đi một trái táo. Mình có chuẩn bị là hai củ dưa leo cho gia đình. Tiếp theo là đây có một phần bê thui. Bê thui mà mình mang về sau đó mình bó lại và mình cũng đã luộc qua nước dừa nha. Nhìn rất là ngon và rất là mềm. Tiếp theo nữa mình cũng sẽ chuẩn bị đây là một cái phần xà lách như gia đình và một chai tương cà và một chai tương ớt. Rồi ngoài ra thì mình cũng có chuẩn bị trứng như gia đình. Đây là mình sẽ luộc trứng sẵn luôn đây nha. Chuẩn bị hiện tại bây giờ nó có 3 cái trứng. Trứng thì trứng gà ta. Rồi cả nhà theo chân làm thử coi coi quá trình mình làm là như thế nào nha. Rồi cả nhà ơi, thì đầu tiên á, là hôm nay là có 4 thành viên trong gia đình ha. Thì Lành sẽ chuẩn bị 4 phần bánh mì sandwich cho gia đình. 1, 2, 3, 4. Cái này nó hơi lủng thì mình làm 2 cái nha. Cho nó dày tí xíu, cái đế nó ngon. 1, 2, 3, 4 rồi xong. Mỗi phần như vậy thì mình sẽ làm một cái viên phô mai. Đó là phô mai bò cười nha. Viên phô mai. Tiếp theo nha cả nhà, thì những cái bánh mì sandwich sau khi Lành đã trét phô mai xong như thế này thì Lành sẽ bỏ vô lò nướng. Lành nướng khoảng 15 phút thôi nha cả nhà. Đây là khu vực lò nướng nha. Đó là
Đầu tiên là Lành sẽ cắt thịt bê ra nha cả nhà. À, đây cắt thịt bê ra. Thì do mình ăn thịt bê này cũng đã chín rồi cả nhà, đã được ninh rất là mềm rồi. Cho nên là trong quá trình mà mình kẹp sandwich mình ăn á là mình phải thái rất là mỏng. Thái mỏng như thế này. Đây cả nhà, miếng thịt bê rất là ngon nha. Cái này là bắp nha gia đình, bắp bê nha. Cả nhà biết không? Rồi, rồi. Tiếp theo là mình sẽ thái dưa leo với gia đình ha. Thái dưa leo á thì thái là mình sẽ thái như thế này. Mình sẽ thái dài như thế này. Đó. À. Để mà mình kẹp vô sandwich nha. Chắc mình nghĩ một trái dưa leo là đủ rồi gia đình. Một trái dưa leo. Tiếp theo thì do cái này là giống như là thức ăn nhanh đó gia đình, cho nên là sáng thì mình sẽ chuẩn bị một ít táo nữa. Táo này thì mình nên bỏ cái phần ruột nó và cái phần đầu và phần đuôi nó đi. Táo này thì mọi người cũng thái rất là mỏng nha, để mình kèm vô nó có một cái vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn ha. Một vài lá bắp cải nha, để trong quá trình mình ăn cho nó có độ giòn. Mình sẽ chuẩn bị một số lá bắp cải. Bắp cải này mình cứ lột ra như thế này nha. Mình bỏ cái phần đen đen đi. Mình chỉ cần 4 lá là đủ cả nha. Vì hôm nay chỉ có 4 thành viên trong gia đình thôi, cho nên là mình sẽ làm 4 phần à. Ở cái bắp cải này bị hư rồi cả nhà. Bắp cải này bị hư rồi. Vì nhà mình có một thành viên là tên bé đó, cho nên là làm đồ ăn nó cũng hơi kỹ tí xíu nha cả nhà. Tại cô bé này cũng hơi khó tánh nha. Tiếp theo đây là mình hột gà. Hột gà son, hột kêu bằng cái gì, hột gà ta nha cả nhà. Đây hột gà ta. Hột gà này trứng nó rất là nhỏ thôi, mình nghe nói là ăn rất là bổ của gia đình. Rồi hột gà này thì mình chỉ cần bổ đôi ra thôi. Quay xuống hột gà mình cái bổ đôi ra. Đó. Hột gà thì mình đừng có khứa, mình cứ sắn xuống như thế này nha. Lên. Có một số trứng nó bị bể như thế này, mình để nguyên nha. Không phải do là do mình cũng chưa có kinh nghiệm á, cái cho nên là mình luộc cái lửa nó hơi to ấy, cho nên là nó bị nổ. Rồi tiếp theo là mình sẽ khui chai tương cà, tương ớt nha gia đình. Sau đây có tương ớt không vậy ta? Để cho tương cà chứ.
Đây tương ớt luôn nha. Tôi sử dụng tương ớt chô li mét luôn nha. Thì để coi coi còn hãng không nha. Ôi hãng còn xa, gia đình nó tới năm nè. Mọi người nếu mà có dùng một số cái sản phẩm gia vị rồi này kia nọ thì mọi người cũng lưu ý là nên coi cái hạn sử dụng, cái đát sử dụng của gia đình. Vì Lành mua cái này Lành không có mua ở siêu thị mà Lành mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, cho nên là về đát là mình phải kiểm tra thật là kỹ. Rồi là nó chuẩn bị sẵn sàng hai cái tương cà và tương ớt ha. Rồi cả nhà thì mình cũng đã nướng bánh mì sandwich xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Rồi, xịt nữa nha. Ôi trời, nóng rồi cả nhà. Rất là nóng luôn. Sau khi nướng xong thì sandwich nó không có còn mềm nữa mà cảm thấy rất là giòn và rất là dai luôn gia đình ơi. Mình nướng sandwich xong á thì gia đình thấy là phô mai sẽ chảy ra như thế này đây. Phô mai đây gia đình, phô mai sẽ chảy và rất là nóng ha. Phô mai sẽ chảy ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tách số phô mai ra nha. Tách phô mai ra. Cẩn cẩn tí xíu sang cẩn luôn nè. Rồi. Mình sẽ bỏ rau vào trước. Ôi, cái nhà từ từ nha, cũng chưa chuyên nghiệp lắm gia đình ơi. Mình sẽ bỏ một cái lớp tương trước ha. Đầu tiên là một ít tương cà. Tiếp theo là mình sẽ bỏ vô một ít là tương ớt như gia đình. Đó, tương cà, tương ớt. Sau đó mình sẽ sắp rau lên nha gia đình. Đây là một miếng táo, hai miếng táo, ba miếng táo. Tiếp theo là mình sẽ bỏ là bê vào nha. Một miếng bê, hai miếng bê, rồi ba miếng bê. Sau khi bỏ bê xong thì mình sẽ lên một lớp tương ớt nữa nha gia đình, để miếng bê nó thêm ngon và đậm đà hơn. Một miếng tương ớt, một miếng tương cà. Tiếp theo nữa là mình sẽ bỏ dưa leo vào. Một dưa leo, hai dưa leo, ba dưa leo. Dưa leo này mình sẽ kèm với lại là rau xà lách nha gia đình. Đó, đó, rau xà lách mình sẽ để như thế này. Tiếp theo nữa mình sẽ bỏ một chút xíu gia vị tương cà, tương ớt nữa, ít thôi nha gia đình, ít thôi. Rồi, phần tiếp theo là mình sẽ để lên một phần trứng nữa. Đó, đây là một phần trứng gà nữa. Rồi sau đó là mình sẽ dùng cái này hay gia đình. Sau đó mình sẽ ép vào. Đó. Thì để hình thành một cái bánh sandwich này sáng nay gia đình rất là ngon. Rất là ngon và rất là giòn nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quấn lách tích cái phần bánh sandwich này lại nha. Quấn lách tích lại. Giờ bạn quay hỗ trợ giùm cái bạn quay. Rồi kéo lên nha. Ok. Đây là được một phần gia đình ha, một phần bánh sandwich rất là giòn, rất là nóng, rất là ngon luôn. Ok, thì những phần tiếp theo mình cũng làm giống như vậy gia đình, do là cả ở nhà ăn cho nên là mình cũng không có làm chuyên nghiệp lắm. Nếu mà trong quá trình làm mà có gì sai sai thì cả gia đình góp ý kiến và comment dưới phần bình luận giùm Lành nha. Ăn sáng nha gia đình. Đầu tiên mẹ bỏ gì vô cho mẹ? Trái thì trái gì vậy? Trái cây hả mẹ? Táo hả? Cherry hả mẹ? Táo. Với cherry. Với khăn giấy đúng không? Khăn giấy. Rồi, này được mấy phần rồi? Một phần. Hai phần. Hai phần. Ba phần. Ba phần. Bốn phần.
Rồi 4 phần. Chắc mình cầm thêm một con dao nhỏ, mình gọt trái cây đi mẹ ơi. Để đi. Đây cầm con dao nhỏ gọt trái cây. Với chuẩn bị 2 chai nước đó Trắng, 2 chai hôm qua mình mua gì ta? Sâm. Sâm sâm bổ lượng hả? Ừ, hai bao nhiêu sâm á. Sâm này tháng uống khoái ngọt. Ồ không ngọt. Nay đi về suối 2 chai sâm đi. Nay kêu mà ghé nó mua nữa. Thằng nấu uống được. Hai chai sâm mà mọi người. Hai chai sâm. Đi ăn sáng. Ăn sáng ở đâu là bí mật hả mẹ ha. Ăn sáng ở đâu thì một người một hồi sẽ biết nha. Ở ngoài, ngoài công viên rồi kia kìa. Rồi hai chai nước suối rồi cả nhà. Rồi. Bỏ đây. Đóng rồi. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng nha. Rồi, ok, mình chuẩn bị đi ăn sáng nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình đi ăn sáng ở đâu? Mời cả nhà đi theo Chân Lành và tất cả thành viên trong gia đình của Lành coi đi ăn sáng ở đâu nha. Xin mời, let's go. 2000 years later. Rồi, chuẩn bị đi ăn sáng gia đình. Có mang theo một cái túi nha. Đi bộ hả? Không, đi xe chạy ngoài có chỗ rồi xe đi. Đi bộ thì chết. Không đóng cửa. Đi Nó quên đó chứ. Rồi đi sang, cảm giác giống đi thăm bệnh quá hả? Hay là đi rẫy hả? Cả nhà ơi thì chạy độ khoảng 2 phút là ra tới công viên rồi gia đình, vì công viên cũng khá là gần nhà nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo Chân Lành để cùng gia đình Lành ăn sáng nha. Mời đẹp! Mời đẹp! Mẹ cầm gì mẹ? Mẫu. Mẫu hả? Đấy, cái ngồi ngay đây được bài bát là đây nè. Cái chỗ người ta chạy tập vòng vòng ngồi để gì? Ngồi trên cái bàn ngọt cái chỗ cái xanh nó không sao á. Cuối cùng mình cũng tìm được một cái điểm để mà mình ngồi ăn sáng sáng nay lại gia đình. Có cầm thêm một cái túi xốp đen cho nên là bây giờ phải rạch ra để các thành viên ngồi
đông đủ. Rồi trong thời gian chờ đợi mẹ tập thể dục cái mẹ, qua tay qua chân rồi coi. Công viên này cũng khá là rộng, gia đình rất là xanh, rất là tươi. Đó rồi chạy nha. Để đây mình ngồi được bên đây nữa. Sang ơi, mẹ ngồi được cái chỗ cao nữa nè. Sao ngồi ra đâu có được. Đó, không có. Rồi, dọn đồ ăn sáng đi cả nhà ơi. Hôm nay là lần đầu tiên mình ra công viên mình ăn sáng nha cả nhà. Cho nên là cảm giác nó cũng rất là vui. Hiện tại bây giờ đầu khoảng là gần 7 giờ sáng. Thì công viên cũng khá là đông, mọi người tập thể dục. À, và mọi người đi bộ nè, rồi tất cả các việc, đặc biệt có khu vui chơi trẻ em nữa cả nhà. Thôi bây giờ mình lo dọn ra một tí xíu là sẽ đi quay một vòng cho cả nhà xem nha. Rồi bây giờ chia ra mọi người một phần ha. Cây nè, nước nè. Hôm nay mình có chuẩn bị trái cây, đây là một trái táo, một trái hồng với lại là cherry nha cả nhà. Và ba hũ sữa chua, hai chai xăm và hai chai nước suối. Rồi cả nhà ơi, tới nơi rồi. Thôi bây giờ mời cả nhà cùng ăn sáng cùng gia đình lành nha. Trò chơi kìa.
có chụp hình rồi kia đẹp lắm. Sau khi ăn sandwich xong thì giờ cả nhà ăn tráng miệng nghe gia đình. Thì thầy gồm có hồng ha, rồi đây là trái cherry đây, đây là trái cherry, rồi có một trái táo, một trái hồng và mấy trái cherry nha cả nhà. Hồng ngọt không tráng, hồng ngọt không? Ngọt á. Hồng không mua ngọt. Đâu tam hồng thì mua Lotte đúng không? Siêu thị Lotte. Bán hồng mà mua giòn rất là ngọt luôn cả nhà. Hồng này hình như hồng giòn nè, mà hồng giòn hình như hồng giòn Hàn Quốc á, hồng giòn Hàn Quốc ăn rất là giòn luôn. Ngọt không mẹ? Ngọt, ba trái là nó 315 ngàn, ngon. Ba trái hồng á hả? Ba trái hồng là 315 ngàn. Nó có vị chát không mẹ? Không, ngọt ngọt mà giòn. Thường hồng là nó có hơi bị chát chát thôi cả nhà, nhưng mà do cái này hình như hồng này dần giòn rất là ngon nha. Ngon, ngon. Mua ở Lotte á, quận 7. Lotte quận 7. À, rất là ngon luôn. Đó. Nhưng mà cherry hơi bị chua nha đình. Cherry rất là chua luôn. Hồng là giòn thì ngon rồi nè. Cherry hơi chua, cái mẹ thử trái cherry cái mẹ. Thôi. Ăn này à. Ăn thử trái cherry coi hả? Ăn này. Mẹ mình không ăn đồ chua được nha gia đình. Chua cái là nhả ra, cho nên là chỉ ăn hồng thôi. Ăn thì ông nội thôi. Bơm đồ chạy hết mà. Sáng ra đây ngồi thích lắm gia đình ơi. Rất là mát á, cây thì xanh, mọi người đi tới đi lui thư thả. Với lại do gần sông ở cả nhà, cho nên rất là mát nha. Gần sông rất là mát. Đây cả nhà thấy không? Xung quanh mình toàn bộ là cây xanh không nha. Mọi người ai cũng nói chua trái cherry hết trơn á. Thôi rồi mình ăn thử trái cherry thử coi cả nhà. Cherry lúc đầu mình mới mua về á là nó rất là tươi và cuốn nó cũng còn xanh nữa, nhưng mà mình để trong tủ lạnh á thì héo queo như thế này ở nhà, cuốn nó cũng héo luôn. Mà nghe người ta nói nếu mà để tủ lạnh thì nó sẽ bị chua, còn nếu mà mình để ngoài á thì khi mình mới mua về thì nó giòn và nó chín tự nhiên thì cảm thấy nó ngọt đó. Mình ăn thử á. Mới mua cái này loại một á, cherry loại một á. Do cái vị mình mới ăn hồng á nó ngọt rồi. Mình ăn là dân nó cũng cảm giác hơi chua chua gia đình, hơi chua chua. Gia đình ơi, đang tự miếng táo ở nhà. Đâu, đâu sang ăn táo thử thôi sang. Táo thì táo MV ấy, gia đình. Giòn ngọt nữa nha. Giòn ngọt. Táo LV. Đó. LV á. MV. Táo MV á. Của New Zealand à. Ngọt. Táo thì ok. Táo ngon. Ngon. Ở đây là chim sáo này, chim sáo rất là nhiều. Có con cún nữa nè. Cún tên là Betty. Betty. Táo ngọt không ta? Ngọt. Ngọt ngọt. Ngọt mà giòn. Táo ngon nha. Ăn nó sảng đi. Nhìn thấy chừng quá ha. Bên kia rồi, ống chim lại kìa. Trời ơi. Con đó là con sáo nha, không có con chim. Lại ăn đó. Mày liền nó mà không xa xa đúng rồi nha. Lại quay ốc.
con chim bắt được rồi nuôi đã. Con này chắc nuôi rồi quá. Dạng đẹp quá trời. Đẹp quá hả? Đợi cho thịt bò nè, ở đây con. Có mè đâu, có mè rồi. Thôi mè tốt không? Có trái đó. Đây là thành quả đây gia đình. No quá cả nhà ơi. Rất là no luôn. Ăn đi, ăn hết đi mọi người, còn ba trái cherry kìa. Ăn hết đi. Chó bị khùng hay sao? Chó khùng giống chó. Hả? Nó muốn lại nó cắn mình hay sao? Cả nhà ơi, bây giờ mình đã ăn no say rồi nha gia đình. Bây giờ mình sẽ gom rác nha, gom rác ra công viên nha. Rồi mình sẽ đi bộ một vòng xung quanh công viên để mà mình cho xuống ăn cho nó tiêu cái đi, rồi mình sẽ quay về với gia đình. Rồi cả nhà cùng xem khám phá lành ở đây, xem lành. Mình thấy buổi sáng ở đây rất là đông, rất là vui nha. Mọi người đánh cầu lông có nè. Đó. Ở đây có một thành viên trong gia đình là cũng muốn đi đi bộ. Đi bộ để giảm cân giảm tốt. Và cái cung đường đi bộ này nó có thích gia đình. Đây là một cái hàng cây me nha. Lá me đây. Lá me rất là tốt luôn. Quá trời là me.
sáng ngon. Cảm ơn cả nhà. Hôm nay ăn sáng ngoài công viên thì thấy có gì lạ không ta? Vui vẻ. Rồi. Công viên lớn lắm. Rồi để kết thúc video thì mẹ có chúc cả nhà gì không? Chúc cả nhà sức khỏe, giàu giàu. Rồi hẹn gặp lại video lần sau hen. À gặp lại lần sau. Rồi. Tôi ăn rồi tôi chụp ngay xứ nè, cho nó đẹp. Quá trời đẹp luôn, cái xứ quá trời đẹp. Thơm không ta? Thơm mới ghê. Rồi bye bye, chào cả nhà, hẹn bye gặp bye lại. Bye chào cả nhà, gặp lại. Rồi đại gia đình ơi, thì sáng ngày hôm nay tất cả mọi người cũng đã theo chân Lành cùng gia đình Lành ăn sáng tại một công viên cận nhà ha. Thì buổi sáng hôm nay rất là vui. Mọi người sau khi ăn sáng xong thì mọi người cũng đi dạo một vòng công viên, ngắm mọi người tập thể dục. Rồi thành viên trong gia đình cũng tham gia một số bài tập thể dục tại công viên gần nhà. Cảm giác lần đầu tiên luôn á gia đình, lần đầu tiên mà mình mang thức ăn sau khi chế biến xong mình mang ra công viên ngồi ăn thì cảm giác nó rất là thoải mái. Vì công viên gần nhà là gần bờ sông ngay, cho nên là gió rất là mát, cỏ rất là xanh, cây rất là tươi. Là cũng mong hy vọng cả nhà nếu mà có dịp á, mình cũng nên trải nghiệm một lần. Và video clip của Lành đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Cả nhà nhớ đón xem kênh của Lành nha, và luôn luôn ủng hộ và đăng ký kênh của Lành. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt mọi người, mình là Lành. Nhớ bấm vào đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip và những trải nghiệm về cuộc sống thú vị của mình nhé.